Sáng nay mình cũng lang thang qua đất đảo nữa các bạn. Cái thằng em đây, cái máy quạt đây, cái thằng em nó đi, nó đối xin xin luôn nữa. Chứ chắc cái thằng bữa nào cũng tề tật. Đây, mình gặp đây một cây hải châu. Chú cha, lá nó này các bạn, lá nó đây. Cây này ấy, để mình coi thử. Một cốt, một bụi. Ôi dồi, ba thân luôn. Thân bình, ngón tay tỏ. Ha, cái này lấy được cái bầu này. Để coi thử. Ơi, cái thân nó thỉnh. Bữa nay hết thân kem các bạn. Chứ thân thỉnh mình cũng đào luôn quá. Thân thỉnh đào gì mình làm cho nó kem. Mình coi đạp cái chân thứ nha. Đấy, kem được. Được đấy. Mình đi xuống dưới kia thôi các bạn, qua bên địa, bên mấy gần thôi. Có cái gì không? Không có lại là mình đục nó luôn. Cái thằng bữa nào mà cũng đối xin xin luôn các bạn, chết. Nó đi bữa nào cũng đối xin xin luôn hết, đi sao mình lâu tới. Mình lên tới rừng rồi nó còn dưới chân núi, hay chưa? Chú đi lên tới đây là mình mệt lôi hông các bạn. Chứ không phải nó mệt nè, nó chưa lên là nó chưa mệt. Lúi qua bên này thử ơi, nó có cái món gì mà hay ho trong này à. Mấy cái cây thẳng thẳng mà đồng ngón tay trỏ các bạn. Buồn buồn chứ mình đập luôn á. Chứ giờ không có cây nữa là mình đập luôn. Nó thẳng mình vừa làm cho kem, chết cha. Thôi mình tích mấy các bạn, mình chuối qua đây á. Đây, chuối qua cái phỉnh đây rồi các bạn. Mẹ cha ơi, dù dối chưa? Trà Phúc Kiến, hải châu. Hải châu này các bạn, lá nó đây. Cái đây hình như cái lá tròn. Cái lá nó siêu nhỏ. Cái gốc này, chim cha tỏ chưa? Thẳng. Chú sao thẳng dữ. Hạt đất đi nữa các bạn. Cái thứ ơi, cái gì không? Cái cây đây sao thẳng quá. Biển kìa. Đó các bạn. Sáng nay sóng lớn, gió mạnh quá. Gió mình đi muốn bay luôn mà. Đào cái cây vào đây hôm trước mình thấy anh em họ đào rồi. Đấy, đó. Còn cái lỗ dữ quá. Sao coi thứ ơi. Còn cái lỗ anh em họ đào hết thiệt. Cây nhỏ đây. Dùng thứ hay có cây nào nữa. Trời ơi, gió nó siết lên. Mấy cái chỗ đây bị xiếng luôn. Quá trời đá. Không có chung thứ các bạn. Thứ có cây nào không? Bay một cây nữa các bạn. Lắm rồi. Chú cho nứt trong lần dây chứ. Hai. Của thứ góc rồi. Lúc thấy ngay hai thân mình nghi lầm chơi thao đào ép cái đây rồi trồng cao cao ơi. Đừng bấm ra mình đào cái đây các bạn, còn cái cây nhỏ chỗ kia chắc mình làm luôn á. Kích dọn ra rồi các bạn, lá nó đây. Cái này cái lá tròn. Chưa, càng dữ ấy. Thôi á, cái đây hai thân các bạn. Mình kiểm tra vào, chỗ đây rõ nhiều. Đấy, có được cái bầu đất. Thôi, kết dọn này. Bỏ bớt cành, lấy cây cao gì mình trồng à. Sân vườn ấy. Kết xong các bạn. Sân cái đọt. Đấy, một cái gốc lên hai thân.
Đấy, chốt cành mình đưa vậy các bạn. Về trồng nó ra mầm cái mình kết giật luôn, cho nó giống tự nhiên luôn. Đấy, lá nó đây. Mình thấy cái đây lá tròn, mình thích thích cái mình bóp luôn các bạn. Thở nó cứ bột đến đi, có bầu đất là được. Nó lên rồi các bạn, chúc cho cái bầu đất. Uầy, chua bầu đất khiếp các bạn. Cái bầu đấy khủng hoảng, một gang này chua bột 30 luôn. Ôi, mệt lơ hẳn. Tạo được cái cây mà ngầu lúc này sẽ gió dữ quá các bạn. Đây chua ra gió gì mà bay mũ bay đầu luôn. Bây giờ là nứt trong lùm rơi đấy. Thôi gọt cái bầu nhỏ lại các bạn. Chú sẽ đỡ cái bầu này rất khép á. Không được không? Chốt chốt chốt. Cái gọt xem rồi các bạn. Đây. Đấy, còn từng này. Nóng nha. Thôi, cho mình bó bên kia lại các bạn. Còn 20 lem thôi. Chưa tới 20 lem. Rồi gì? Rồi gì khoảng mà sớm phần các bạn hiếm á, lấy bên kia bó cái góc cái loại á, rồi mình dân văn thứ này, cái ba lô mình đỡ cái này, lấy bên kia quá, à, góc ngóng mũi bờ nó chứ. Chung vô trong lùm. Để mình bó lại mình tìm cái khác các bạn. Xe lô, xe lô cuối cùng tới rồi. Giỏi. Thằng em lên tao nói các bạn, nó đối xe lô. Mà đối chứ xe lô tạo dữ mày. Chưa, tao ạ. Tao đào đến cái thánh này. Đấy. Chưa. Thôi đến bó bầu cây này ngay ra. Đào ý. Đào, đào sách là kia bó. Cái này lá, cái lá tròn này. Thấy chưa? Đào ý. Anh được cây đầu, mày lên xeo mà cũng kiếm cây chứ. Tao lớn thêm chút. Tao đào cây bự hơn, mày lên xeo đào cây chút hơn chút. Chết chị. Ờ. Em, tạm cái thằng đâu, em coi ngôi gai trong tay á. Bấm mấy trà là đi. Đào dọn dọn cây xung quanh. Cái cây đấy bầu đất nó gọn, trong rỡ nhiều lắm á. Cái vùng này anh biết, nó rỡ nhiều. Ờ, nó nguyên mùi á. Thôi. Chứ do dữ gì vậy? Tao á. Tao mới bắt bắt đầu. Tụi tao hiện lên đấy. Đây. Còn cái cây mình đây các bạn. Chưa cái bộ đất như cái bên đi luôn. Đấy. Chạy á. Này mấy con. Đỡ đứng luôn cho mấy gơ chứ. Mấy con. Đứng gì mấy. Dắt cái chạy chạy lông lông ra nào. Vậy thì trồng nó ra cành ra nhánh nữa. Nói vậy cho ngày qua tháng lại rồi cái nó cũng lớn này. Cứ bỏ quên nó đi, đừng nghĩ tới nó. Đồng đại xuống bỏ quên nó, ngày qua tháng lại nó cũng lớn này. Kéo anh Tâm, công bự gái vậy. Đây, tôi kéo ra. Để kéo đây, kéo đây. Kéo đây, bên kéo đây luôn này. Làm luôn. Đây, đây, đây. Đây, làm luôn này. Đứa chi mới con quay lại. Đứa chút mà bây giờ mình đứng tại cái góc nó đúng không? Em đào em xách đi xuống nè. Đứa đảo rồi đi từ xa rồi đầu mình quay tới lại mới con nữa không? Đào đi. Đây mình gặp đây một cây nữa này các bạn. Cây đây cũng cây lá tròn. Chút đọt này. Đấy. Đọt lá. Mày. Lá. Còn cái cây này các bạn, nó thấy dở thương không? Chưa, cho nó thấy tạo nghiệp ạ. Thôi giờ hết đường các bạn, thông cảm nha. Thấy mình cũng làm luôn. Chứ giờ không có cây. Còn đó, mình cứ lấy trong bãi sân vườn ấy. Ngày qua tháng lại nó cũng lớn. Mình trồng mình bao quên nó luôn các bạn. Vậy đó. Đây, mình đào sách ra ngoài bó bầu rồi các bạn.
Chỗ bảo đắc dỡ thương quá. Chắc cầm cỡ 25, chiều đây 30. Chỗ còn cây cao này. Chỗ cây đây vừa cao vừa mách luôn này. Dắt đi qua mấy cái lỗ đây nó mách cho xuống. Chỗ cái gốc, hành gốc đây khoảng tầm 14 cỡ đấy. Chỗ cây nó cao to với mình nữa đây. Rào cao 1m7 các bạn. Kìa, mình được một cây. Chẳng hạn cho những cây kia nữa các bạn. Đấy, lỗ đây là giờ mình trồng này. Mình bỏ các bạn, trồng bỏ quên luôn. Cứ ngày qua tháng lại thứ nó ra được cái gì nha. Đấy, cành nhánh thỉnh chú cho hai cái thằng chẳng hạn luôn. Cỡ nó cứ vậy á. Thằng này kéo được không? Được hết chứ. Được hai cây các bạn. Còn thằng em nó mò dưới kia. Nó đào cái nhỏ đây này. Nó đi đâu? Trúc trạch mạnh chứ. Nó lật đá lên. Nó sẽ giữ chưa? Thôi mình cũng đi các bạn. Cất hai cái cây đây đã. Đây. Mình cầm lại hết các bạn. Dắt lên đây. Cây thằng em nó đây. Mày đục gì mày? Chô. Chà. Nó giữ vô như chuột. Nó làm đồ cổ. Nó tìm đồ cổ. Sáng sáng xuống biển rồi. Xem chưa? Xem chưa? Chưa, đúng coi thứ ấy. Mô chào quá. Cái lá tròn đó. Chô cái lá miệng. Chưa. Sao cái thằng ta nó kích mà kích thấp dữ vậy? Sao không lấy cái thằng mà kích thấp dữ vậy? Sao vậy? Chà mà chưa. Nó thỉnh mà, chú cha. Quán coi đi, quán coi. Chú cha. Giấy mình lục vô mà đào sao. Cái thằng giờ nó lấy cái thách giữa mày. Hả? Không. Sao vậy? Có bò lớn mà trên giữa lỡ chân ngon. Lá đẹp không? Có, cái đầy lá ngon mà. Chô. Lá miệng. Chô. Qua đào cái thay người ấy. Tại cho đôi chiếc quảng chồ cái cây này lá kéo cái đọt xuống qua mày kéo qua coi dặm ao xuống cái đó đây chưa cái lá này miệng ô cha lá không bằng cải á đọt đó nữa chứ cái đọt đó đây nè chú đọt đó như nấu luôn. Chú cái lá nó gì kia trời. Sao thấy thấy mà cái đọt giải mà em cái đọt bỏ đi. Chú cha. Cái thằng không được cái chuyện gì hết. Phá không ạ? Phá hoài là dối. Phá hoài đừng có phá nậu nghe. Ôi ô, kiếm gì mà vũ dữ mày. Hình như nhớ là có một cái cẩm rờ 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 ấy. Hồi anh đi lâu nên ngói đi qua anh có một cái cẩm rờ rờ nó nằm trong cái lùm này nè. Mà không biết giờ nó ở đâu. Bây giờ chui ra không? Chui, nó chui đúc bên kia. À mình cũng chui thôi các bạn. Chui có thần khí đây. Nó đâu nó bỏ cái đọt mất. Buồn quá. Nó lấy cái cây không mà nhầm chạy ra bên đây dài. Đấy. Đó đấy các bạn. Chô. Đào có hai cục đất rồi dắt cánh đầu mà. Chô dài mà nó bó. Cái đọt nó các bạn. Nó lấy cái thằng nhiêu. Một gan, hai gan, ba gan. Chủ lấy thằng 80 rồi. Cái đọt nó hình như con mít. Mít tư mà trời dời vô thành phá quá trời đạo sao mà dời vừa quá hai thân như tụi điện đó mình vui luôn hả các bạn mà thứ nó kiếm ở trong đấy nọ bây giờ mình mong men xuống phía dưới biển các bạn xuống những đồi trọc đây
thứ cấp cây nào nó nhỏ rồi các bạn. Ui trà là đấy, chín chưa? Cái to chưa? Chưa chín các bạn. Không có trái nào chín cả. Hái câu kẹt trên kẽ đá. Chúng là nhỏ mà còn kẹt trên kẽ đá nữa chứ. Tẩu chưa? Nạp sao mà mịt ngộm không? Đó mình ra mình kiếm được các bạn. Chứ có cái giống gì không? Chúng trời gió. Năm người. Gió rồi mà đi cũng năm người luôn. Mới gơ chứ. Hai châu. Đây. Chứ cho một bụi. Thánh dữ, thánh thương hay. Cỡ nó các bạn. Nhỏ quá. Kiếm cây khác đây. Đằng xa đấy có cây này các bạn. Cái đồ thích cũng ra sao anh em đỡ lại. Chô la. La. Chô nó dày. Dày con luôn. Lên cái đọt. Đấy một thân. Chạy xuống đây khoảng từ. À thôi đỡ lại làm giống cho rừng đây. Chứ cái nào cũng đào tội lấy đâu làm giống. Đấy có vậy mấy con làm giống các bạn. Kiếm nữa. Thôi để mình ra mà. Đây mình đi mình gặp đây có mấy cây hải châu nữa các bạn. Chưa. Ở trong lùm. Bên đây trong đất này. Chung vô trong cái lùm. Ở trong đá thì có gì không biết. Nấp lùm này các bạn. Có chuối. Mấy cây này chỉ cái gốc chứ không làm đâu. Chú cha. Đấy. Một cây. Cái đây các bạn. Cái đây. Chú sẽ đúng đứa vậy. Thằng đây lên đây. Rỡ đây mập dính lên tới đây luôn. Để mình coi thử mình lấy cái này các bạn. Cái dưới kia căng căng nữa ra. Cái lấy cái khúc góc đi. Nhỏ nhẹ. Đây mình mới cái đọt nó các bạn. Mình đạp cái nhỏ đây trước nha. Cái thằng này chết rồi. Còn thằng đây sống. Cái rỡ đây sống ôm lên thằng đây luôn. Đặt cái rỡ đây còn sống. Mình cao thử các bạn. Chỗ đây nó mấy cái gốc cây tầm 7. Chù. Nếu cô thử lấy được cái bầu nó. Nên sao lồi sao léo. Còn cái kia nữa này. Đào nó lên rồi các bạn. Chứ mà cây đây không lấy được bầu các bạn. Chù nó rìm mà. Nó rìm nó bung bầu ra. Rỡ cũng có rỡ nhỏ chứ mà hãy dừng vào đất các bạn. Đấy mình còn được một cây hải châu chu trà. Đấy chẳng hạn chẳng hơn như con nhái nữa, một con nhái nhỏ. Để mình đào cây dưới đây thôi các bạn, có lấy được bầu không chứ cái đây thua ạ. Để coi kiểm tra cây dưới thôi, đào lên cây nữa nè các bạn. Thôi thua, dùng đây coi có rỡ các bạn. Chưa. Không lấy được bò đất dưới mày cùi quá. Thôi á, bỏ chạy các bạn. Đi ra. Kiếm chỗ khác, bó hai cây đây cầm theo luôn. Cả nó. Đào lên đầu là đem về trồng các bạn. Sống hay chết là chuyện của nó, còn trồng xuống là chuyện của mình. Sống thì ra coi, mà chết thì thành cùi. Mình đào này chỗ nãy các bạn. Chú cha. Đào trong cái chỗ cần có rỡ các bạn. Bỏ chạy. Kiếm chỗ khác. Thôi ạ. Thấy không có thể là nó còn bó nháy. Để mình vẫn phần thôi. Đủ anh em nào bó chai nước đây. Có cái chỗ nào nó có rỡ các bạn. Cái chỗ đó không có rỡ. Đào lên những cuối là bó chạy liền. Đào nó chọc lóc hết dài. Cái nào cũng chọc. Dương có chọc. Chiếc lên quanh lên mấy đá kìa các bạn. Rồi mấy cái đá kìa thứ này coi có rỡ. Sao cái chỗ đấy coi em có rỡ. Gừa quá. Chụp cái gió. Hai châu đây. Đó làm cho
cái này sáng được các bạn. Đi kiếm cái khác này. Đi quanh quanh qua phía này thôi. Đấy, giờ mình moi ra mình đào cái đây các bạn. Cho biển sáng này không có một chiếc tàu chạy. Hả? À, mấy giờ rồi? Chết cha. Ôi. 1:20 rồi. Thôi, lên văn kiếm ít cây nhỏ nhỏ nữa nhảy các bạn. Chú, coi cái chỗ này thử lấy được bào đất nha. Cây đây, coi thứ lá sao đây. Chúng ta sâu xưa dữ đấy. Lá nhỏ, dài. Lá dài các bạn. Thảo dài toàn cỡ nó. Thích là búp à. Đào, đào nó lên rồi các bạn. Hơn quá. Cây đây có thể. Có bào đất các bạn. Chứ, hà là dọn lại một chút hả? Bộ đất còn nhỏ lại chứ. Chúi thật to quá. Mày cha, ghen. Thôi đó. Cái gốc ấy còn bự chứ. Bằng ngón chân cái mình các bạn. Đây, cành nhánh đây. Cây đây lá. Đây, lá nó đây các bạn. Bò tới đây luôn rồi, tạo cho. Đấy, một cây mà hai lụi lá này. Lá đây nhỏ xíu. Lá đây to hơn. Cảm nó. Lá nhỏ dài các bạn. Cầm nhánh làm cục đất ấy. Cái trà bá mới gơi đó. Sao để dọn lại bớt à. Xong rồi các bạn. Hơn quá. Cái đây được nhiều rỡ này. Thấy. Không có đuôi chuột. Rỡ ngang này. Thấy. Sao cục đất. Một cây hai trâu. Gấp bằng ngón chân cái mình các bạn. Dưới cũ ngang. Trời ạ. Sao? Giờ trồng nó muốn ra gì nó ra. Cục đất nằm trên ngang cái tô hiếm. Trời ạ. Cây nó mà có đỡ cục đất to các bạn. Thấy chưa? Hơn 10 phân. Chiều cao có thứ 1 cây ăn. Rào cao khoảng 30. Chiều đây coi. 1 cây ăn. 2 cây ăn. Từ đây qua đây. Đo dần dần 4 tấc các bạn. Thế này. Bó bọc lại sắp đây các bạn. Cái đọt đây nó bị khô nha các bạn. Nên là mình lấy mình bỏ. Một thân, hai thân, ba thân. Trong mưa. Ui giờ mưa các bạn. Giờ kiếm chỗ nào đục á. Đục mưa không đảo giờ ra đi nữa các bạn. Đây gặp đây một cây hai trâu. Cô thưa ơi. Cây đây lá tròn. Cái đọt màu hồng các bạn. Cái gốc không biết có lấy được bầu không đây. Kiểm tra thôi. Đỡ đào thử các bạn. Một cái gốc nhỏ luôn mà cũng mọc đó chứ. Luôn một cái gốc mọc các bạn. Một cộng, hai cộng, ba cộng, bốn cộng. Cộng nhỏ đây là năm cộng. Rồi đào thử các bạn. Đào rồi chứ biết. Trong cho nó được nhiều rỡ. Có cái đột quả phía đây nữa này. Chụp trên đó. Nó dự kiến sánh lật. Ôi dồi. Mấy chỗ này. Gió nó liếc lắng tròn luôn. Mấy gỡ. Coi đây thứ ấy. Cái này ốm các bạn. Cái này nó mà còn ốm nữa. Có cây nào nứt mấy cái chà gió đây không? À, không có nữa. Thật có cây các bạn. Đục cái đấy. Nó đây. Cái ông đá ra đâu. Đào nó lên rồi các bạn. Chú trời lật đá. Hết mấy ông đá chỗ nó ra luôn. Hên quá. Cái đây nó cũng có rỡ các bạn. Không có đứa chuột. Chung chả đá nó kẹt tứ tung hết đây. Đấy. Thôi dọn lại bó cái bầu rồi mình. Côn cái tàng luôn. Mình sẽ bó cái bầu nó trước các bạn. Không. Đọc đây. Sau mình cái bó cái tàng nó xem. Trời gió. Gió mưa thiệt. Không biết cái thằng em nó ở trên chỗ kia. Trên chỗ cái mấy quạt ở dưới mấy quạt đây mà nó trốn nó nào mất nữa. Chúc cái thằng nó trốn tỉ gơ quá.
nó điên đảo là nó biến mất rồi. Không, nó biến đảo biến các bạn. Mình cứ đào bỏ cây và cây chạy lên hút đó. Kích dọn xong rồi các bạn, bỏ hai cái thân. Đây, mình còn được nhiêu đây? 7. Cái bầu đất tươi nhỏ. Đây, mình còn được nhiêu đây các bạn? Cái này cao tầm có thứ 1 gang, 2 gang, 50 cái dư, chỉ khoảng 55 phần. Chỗ cái gốc một cú ú nu luôn. Sao một cây nữa. Rồi, để mình đi tiếp tục các bạn. Tìm kiếm mình sẵn đi lên luôn. Chiều rồi. Đây có mấy cây gân tù hú này các bạn. Chưa, nó mang lúa này. Đấy. Gân tù hú. Chú cho sao lúa lẻo gư quá. Cơ thư ơi. Ôi ồ, chết cái chớ. Chú, mang cái lúa. Cây mình ở đây các bạn. Đây, một cây gân tu hú nữa. Cây này, cây này lấy trồng nhỏ nhỏ được này. Hay ta, lũ rồi nữa chứ. Ở đây nó kình cọt các bạn, nên nó lũ dữ lắm. Còn đây, bạn xem này, một cây tầm thấy đấy rõ như kia các bạn, nó thấu lên thì cái cây mình dễ thương hơn đấy. Tạo sữa một cây tầm thấy ha, mình đỡ nó đây các bạn, mình không có động đại nó đâu. Đi tham quan dùng đây thứ đây, còn cái món gì nữa không? Còn cái món gì nữa hay ho nữa các bạn. Đấy, cái cây gì không biết, dây gì các bạn, trụ chạy gió này, nó xiết lên, mà gưa chưa, mặt lông ngực lông xuôi, bị gió đùa hết phía các bạn, cho con cây này, ở mấy chỗ này gió nó nhiều các bạn, cho nên nó đùa cây, ngã về một phía hết, cũng đùa về một phía luôn. Hay quá, cây nào cũng bị nằm quẹp một phía hết. Gió nó thâu điều hết các bạn. Ừ, đây đây đây. Gân tu hú. Đây cục đây. Coi thứ này. Sao? Làm cục bó ba lô chở. Học kiểm tra thôi các bạn. Coi cục nào thích thích thì làm cục nhỏ nhỏ bó ba lô. Để trồng chậu nhỏ cho. Đây thứ gì đây nó đây, cho cái cây mà lúa trơ xương luôn các bạn, thằng gương tinh non, đúng thiên nhiên ở đây nó quá khắc nghiệt các bạn, một cây sơn đào chu nằm chật vật luôn, để mình cậy bãi cục tàu hú các bạn, nhớ nhớ bỏ cái cọc chút, cái dàn lá tàu hú mình người mình ép chậu thì cái lá nó siêu cực nhỏ. Cái cục mini này lên cho thằng em nó lên các bạn. Mình duỗi trong bụi làm suối, gặp được một cây hải châu chuột cây thì cái đấy các bạn, cái cốt cho nó dài lắm, lá nó này chu cái cây đây, cây này lá mịn chưa. Cái này cái lá nào cũng mịn các bạn. Soi ngón tay mình này. Đây. Cái cúc. Lấy cái khúc thông các bạn. Đấy. Nhánh cầm. Chúng ta chỗ nó chặt. Nó kẹt bên này, nó kẹt bên kia. Không biết lấy được cái bầu đất không. Hên xui.
đào đớn cho thằng em nó chờ nó lên chứ còn tao nói rồi. Đấy, mình đào xong cái cây mình sẽ chạy lên các bạn. Đây, một cây hải châu lớn hơn tay cái một chút. Bầu đất đây thì hơi lỏng, đất xốp đó các bạn. Ui, sao cây thứ cao được nhiêu, to hơn ngón tay cái. Một gang, hai gang, ba gang, chục trà, 70 nè. Sao mình được 5 cây các bạn. Một cây, hai cây, chục trà, 4-5 cục đất. Hai cây nhỏ đây, chỉ hai khúc cuối bó ba lô nữa các bạn. Đấy, đào cây có rỡ bó chạy. Chục trà dẹp cưa rồi vô ra. Đấy, cô thưa thằng em nó lên chưa các bạn? Kêu nó thưa ơi. Mất hú mà đã mất rồi. Mang lên đây, xách lên đây gom lại chỗ bàn ngày phút gió rồi đi về luôn. Trời, còn bên kia các bạn, bên kia chết quá kìa, dở thương không. Chú cha nữa thì sao mà nấu nghe cũng rõ chứ, giờ gió. Đây là mất đó đây các bạn, còn xa lắm. Dắt cái gì mà thiệt to thiệt dài luôn, để lên kiểm tra thử thì cái nào gì mà giấu giữ các bạn. Đây các bạn, thằng em nó dắt lên rồi. Chúc mấy cài mày đếm lại quần số coi. Một cây trụ cái cây điện già, hai cây tụ điện mày đào chỗ đây phải không? Đấy, nãy cây điện để ở gần thì mình có bầu có rỡ nhiều mà điểm kích tàn ông chết. Còn cái cây này không rỡ, đỡ cái cốt thiết dài lên trời. Trời, chục cây này nó già, nó già kinh điển á. Trời, đúng rồi, đúng dĩ đây luôn này mà nó tính phiếu rồi. Cái cây này nằm dơ lưng mà nắng đúng không? Nó trơ trơ giữa trời nó mới tính vậy chứ. Chấm nắng. Còn một cây đây nữa. Được, anh em đào có một cây một cốt, hai bàn nhánh, cái bầu đất như mới thế. Trời, cái này là cái bầu gì vậy lên. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây trong đây, hai cây đúng không? Bốn cây, năm cây. Rồi, còn anh ấy, một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, cũng năm cây. Ta làm cây tủ hú nhỏ nhỏ, ta bỏ đi quá. Ừ, chút xíu này. Giờ trồng trồng nhỏ thôi. Đây, đây cây tủ hú này. Đấy, chút xíu này. Giờ hai cây cuối đây mày. Tụ đào xuống đào chỗ, cây rỡ, ta bỏ nhảy liền. Chạy không kịp. Cây ít rỡ đỡ qua thằng thằng đấy đào. Cái đào thằng đây. Quán mấy âm lịch ta đào. Trời. Thằng mày có không biết? Ai biết, hên xui. Cái nố mà không có rỡ các bạn mấy âm lịch đào. Bây giờ là chọn cái nố có rỡ có bầu nha. Bữa nay mà chờ tới tháng 7. Cục xe ba lô đi. Đấy. Hôm nay anh em mình được một đứa nêm cây. Ôi tính vui số anh Thành. Bán cây cho giờ có ba cây cuối này nữa. Ở chuyến đi rừng anh em mình xin kết thúc ở đây. Chưa, không có gì à.